Người đàn ông này chính là Cao Tiến, người được mệnh danh là có nhiều đồ đệ nhất quả đất. Hàng năm mỗi độ xuân về thì vẫn thường nghe các đệ tử nói: "Xin lỗi sư phụ, đồ nhi bất tài, làm mất mặt sư phụ rồi." Hay là: "Xin lỗi sư phụ, đồ nhi làm người thất vọng rồi." Nói tới đây thì cả nhà hiểu rồi chứ. Đó chính là thần bài Cao Tiến. Hôm nay mình xin review bộ phim kinh điển cho mọi thanh niên. Đó là phim Thần Bài, phim phát hành năm 1989 do Châu Nhuận Phát thủ vai chính. Phim còn có sự góp mặt của tứ đại thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa, cô nàng kiều diễm Trương Mẫn và Long Ngũ do ông trùm xã hội đen chính hãng Hướng Hoa Cường thủ vai. Mở đầu phim là cảnh thần bài Cao Tiến chơi cờ bạc với Thượng Sơn Hoành Thứ, là một cao thủ cờ bạc đến từ Nhật Bản. Cao Tiến nói chỉ cần hòa xem như tôi thua. Ván đầu tiên Cao Tiến nhẹ nhàng thắng thuyết phục ông Thượng Sơn Hoành Thứ. Ván thứ hai là món lắc xí ngầu. Ông Thượng Sơn cử nữ đệ tử số 1 về lắc xí ngầu Nhật Bản, người có xăm hình Thiên Long hội Nhật Bản. Chỉ cần ai lắc điểm thấp nhất sẽ thắng cuộc. Cô nàng tung tuyệt chiêu tối thượng, khiến 6 hột lúc lắc dựng thành một cột đứng. Cô ấy nhẹ nhàng đặt từng hột xuống là thế là có 6 điểm, cũng là thấp nhất rồi. Phen này Cao Tiến chắc căng đây, vì chỉ cần hòa xem như anh thua rồi. Cao Tiến yêu cầu đổi cái chum lắc khác. Cái của cô gái quá nhẹ, họ đổi cho anh một cái bằng kim loại. Cao Tiến nhét cả vạt vào áo và bắt đầu lắc, những âm thanh chua chát vang lên. Thật không ngờ, hột xúc sắc xếp thành cột thẳng đứng, nhưng một hột đã bị vỡ vụn, như vậy xếp lại là 5 điểm. Cao Tiến chiến thắng trong tràng pháo tay khen ngợi không ngớt. Buổi tiệc ấm cúng hôm đó, ông Thượng Sơn Hoành Thứ muốn nhờ ông Cao Tiến đại diện đánh một canh bạc với ma bài Trần Kim Thành, để rửa mối hận thù giữa hai bang hội là Tân Nguyệt Tổ và Hắc Hổ Bang. Cao Tiến đã đồng ý giúp ông, cảm kích tấm lòng thần bài nên ông đã đưa cận vệ duy nhất là ông Long Ngũ bảo vệ Cao Tiến cho đến ngày quyết chiến. Ông Long Ngũ là Hoa Kiều, đặc nhiệm từng tham chiến tại Việt Nam thời Nguyễn Văn Thiệu. Trong lúc ngồi xem bạn đánh bài ở sòng bài của anh Nam, phát hiện có mánh khóe nên Cao Tiến khuyên bạn mình nghỉ chơi về nhà với vợ. Lúc này anh Nam cà khịa người bạn của Cao Tiến. Thần bài liền nói, tối nay các anh có hứng thú vậy, hãy để tôi chơi với các anh. Cao Tiến cho người chia bài nghỉ, nhờ một cô bồi bàn đứng chia bài dùng. Sau vài vòng đấu, anh Nam thua sấp mặt, đành ngậm ngùi ký check 10 triệu đô la Hồng Kông cho Cao Tiến. Sau khi Cao Tiến rời đi, anh Nam cho anh em chặn xe thần bài thủ tiêu và thu hồi lại tấm check. Cao Tiến đã đoán trước âm mưu của anh Nam nên không đi xe hơi riêng mà đi về bằng xe lửa. Anh Nam cho đàn em lên xe lửa nhằm thủ tiêu lần nữa. Trên xe lúc này Long Ngũ đã có mặt. Ông nhẹ nhàng hạ gục đám đàn em của anh Nam giải cứu được thần bài. Cao Tiến liền xuống xe lửa đi bộ về dọc theo đường núi, chuyển cảnh qua chỗ Trần Tiểu Đao hay còn gọi là Dao Nhỏ. Và thằng em ngố của mình đang lập một cái bẫy để chơi lại tên Ấn Độ là đại gia có biệt thự trên đỉnh núi. Chẳng may là Cao Tiến lại đi đúng vào cạm bẫy đó và ngã xuống núi. Hai anh em Dao Nhỏ thấy vậy liền đưa về nhà nhờ bà nội sơ cứu. Do vết thương vào đầu nên Cao Tiến bị mất trí nhớ. Do chỉ thích ăn sô-cô-la nên cả nhà Dao Nhỏ đặt tên anh là Sô-cô-la. Thấy anh có tiền nên anh Dao Nhỏ âm mưu lừa lấy hết tiền của anh. Họ dẫn Cao Tiến đến sòng bài anh Cẩu để âm mưu gạt tiền. Anh Cẩu ngồi chơi bài với Cao Tiến. Cao Tiến dặn mua đúng loại sô-cô-la anh thích. Vô ván bài lợi thế thuộc về anh Cẩu. Sau vài vòng tố bài anh Cẩu có đôi bồi, đôi ách. Bài Cao Tiến là đôi ba, đôi chín, tình thế này thì chết chắc. Thời khắc sinh tử thì Cao Tiến có một chút ký ức cũ hiện về. Anh lật bài là tấm ba, bài Cao Tiến có ba lá ba, vậy là nhóm Dao Nhỏ thắng. Hóa ra cảnh giới biến ra lá ba là cảnh giới cao nhất. Dao Nhỏ cho thử giấu lá ba đi nhưng sau đó Cao Tiến vẫn biến ra tấm ba, chỉ cần có sô-cô-la là anh làm được hết. Anh em Dao Nhỏ dẫn Cao Tiến đi càn quét nhiều sòng bạc và thu về rất nhiều tiền, nhưng do tiêu xài quá hoang phí nên Dao Nhỏ không còn tiền. Thêm một lần nữa, Dao Nhỏ muốn chơi lớn nên đến mượn tiền nóng của chú Đạt. Dao Nhỏ tin tưởng sẽ thắng chắc, nhưng lại quên không mua đúng loại sô-cô-la mà Cao Tiến thích. Thế là canh bạc đó họ thua sạch tiền. Dao Nhỏ tức giận tính bỏ rơi anh Tiến lại nhưng sau cùng suy nghĩ lại, Dao Nhỏ quay lại tìm Cao Tiến và hứa sẽ tìm cách chạy chữa chứng mất trí nhớ cho anh. Do mượn tiền lãi cao của chú Đạt, lại thua bài không có tiền trả nên cả nhóm của Dao Nhỏ bị truy sát. Nhóm của chú Đạt đã tìm tới đuổi đánh tơi bời, Dao Nhỏ cũng bị chú Đạt bắt giam. Bạn gái của Dao Nhỏ nhận thấy Cao Tiến rất giống thần bài nhưng vì chưa bao giờ chụp hình nên cô cũng không biết mặt thần bài. Cô liền bày mưu nhằm giải cứu Dao Nhỏ. Cô dẫn Cao Tiến tới chỗ chú Đạt trả một phần tiền, còn lại xin thiếu. Cô bảo nể mặt thần bài xin cho thiếu lại. Tất nhiên chú Đạt không tin và yêu cầu Cao Tiến biểu diễn với bộ bài. Lúc đầu Cao Tiến làm búa lua xua như một đứa lần đầu chơi bài. Anh ngố đi cùng liền cho anh ăn sô-cô-la, thế là ký ức thần bài lại trở về. Anh chơi bài và đánh chú Đạt không trượt phát nào. Lúc căng thẳng thì cô gái uy hiếp chú Đạt để thả Dao Nhỏ ra. Thế là Dao Nhỏ được thả nhưng họ buộc phải dọn đi nơi khác để tránh sự truy sát. Ở diễn biến khác, người yêu Cao Tiến ở nhà vẫn lo lắng cho anh. Cô tâm sự qua cái máy cassette ghi âm. Đúng lúc này đàn em Cao Tiến là Cao Nghĩa đi vào. Thằng Phản Phúc này đã hấp diêm và giết chết người yêu thần bài. Tất cả hành động bị ghi âm lại, tên Phản Phúc này đã phá bỏ luôn cái máy ghi âm.
Hóa ra Cao Nghĩa đã phản bội Thần Bài, bắt tay với anh Nam và ma bài Trần Kim Thành. Lúc này tung tích của Thần Bài vẫn chưa tìm thấy, nhưng Cao Nghĩa đã bội phản muốn hãm hại Thần Bài lần nữa. Đồng thời hắn cũng nắm được nguồn tin nhóm Dao Nhỏ đang ở một nhà nghỉ. Nhóm của anh Nam bắt đầu tới khu nhà nghỉ, đúng lúc này thì Long Ngũ cũng tới, nhưng Thần Bài đã mất trí nhớ nên không nhận ra. Đến lúc này Dao Nhỏ mới biết mặt thật của Thần Bài Cao Tiến. Nhóm của anh Nam ập tới bắn phá dữ dội, Long Ngũ cùng nhóm Dao Nhỏ chống trả quyết liệt. Tên Phản Phúc gặp Cao Tiến, hắn định ra tay giết Thần Bài thì thấy Cao Tiến đã mất trí nhớ nên dừng lại. Lúc này Dao Nhỏ giải cứu kịp thời Thần Bài. Long Ngũ sau một hồi chiến đấu cũng bị thương, giờ khắc sinh tử thì Cao Tiến lại có chút ký ức cũ. Ông liền nhặt súng tiêu diệt hết băng nhóm anh Nam rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy ra đến đường thì anh bị xe tông trúng ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Lúc tỉnh lại thì Cao Tiến đã nhớ lại toàn bộ ký ức của mình. Anh đau buồn vì cái chết của người mình yêu. Anh cũng không nhớ tên Cao Nghĩa đã phản bội anh, Thần Bài cũng không nhớ Dao Nhỏ là ai nữa. Ma bài Trần Kim Thành đã lộ diện, tại đây tên Phản Phúc đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để hãm hại Thần Bài Cao Tiến. Đó là đánh dấu lá bài và dùng kính tinh thể hiện ảnh trong trận đấu. Với cách này thì bài của đối phương sẽ bị nhìn thấy hết. Nhìn thì như cặp kính cận bình thường thôi, nhưng khi đeo vào thì nhìn thấy hết bài của địch thủ. Ngày đại chiến đã đến, nó được tổ chức trên một du thuyền sang trọng. Cuộc chiến sẽ diễn ra khi tàu này đi vào vùng biển Công Hải. Lúc này Dao Nhỏ cũng cải trang lên được con tàu. Anh tố giác Cao Nghĩa phản bội anh nhưng Thần Bài không tin. Tuy nhiên Thần Bài cho phép anh vào xem cuộc đấu nhưng phải tuyệt đối im lặng. Ván đầu tiên ma bài có đôi bồi, ông cũng nhìn thấy bài của Cao Tiến qua kính tinh thể hiện ảnh. Bài Cao Tiến là đôi ếch nên ông bỏ không theo. Sang ván thứ hai, ma bài có đôi đầm đôi bảy, còn bài Cao Tiến là cái thùng, lá bài bên dưới chưa được lộ, nếu cùng chất cơ thì Cao Tiến thắng. Ván bài này đã tố lên 5 triệu đô la, ma bài chắc chắn đã nhìn ra lá bài tẩy của Cao Tiến nên dù chỉ có 2 phé nhưng vẫn theo 5 triệu. Kết quả là Cao Tiến bỏ không theo, ván này ma bài thắng. Lúc này Long Ngũ đã đột nhập lên tàu và khống chế toàn bộ thủy thủ đoàn. Sang ván bài thứ ba, bài được chia ra, ma bài lúc này lo châm thuốc không chú ý nên Cao Tiến đã dùng bài che lại chỗ điểm đánh dấu. Trên bản ma bài có con đầm, Cao Tiến có con ếch được tố trước. Ma bài xem bài tẩy là con đầm nên tự tin theo 200.000. Bài tiếp tục được chia ra, lúc này Cao Tiến là ếch chuồn, ma bài là đầm cơ. Cao Tiến tố 2 triệu, ma bài vẫn theo. Lượt chia bài tiếp theo, Cao Tiến tố lên 4 triệu, ma bài vẫn theo. Lượt chia bài cuối cùng, ma bài tiếp tục được con đầm nhưng Cao Tiến lại được con ếch. Lúc này Cao Tiến mới kéo tấm bài qua một bên, ma bài nhìn thấy tấm tẩy không phải là ếch, đồng thời Thần Bài tố thêm 26 triệu. Do nhìn thấy bài tẩy không phải ếch nên ma bài rất tự tin theo 26 triệu, ma bài lật lên có 4 con đầm. Thần Bài có chút do dự lo lắng nhưng ông lật bài lên là tấm ếch, vậy ông có 4 tấm ếch. Lúc này Cao Tiến mới cho ma bài biết cặp kính ma bài đang xài là đồ lỗi thời, đồng thời Cao Tiến sâu con kính áp tròng tinh thể hiện ảnh mới nhất trị giá gấp 10 lần kính của ma bài. Đồng thời lá ếch do chính ông làm dấu là tấm giả để lừa cặp kính của ma bài. Cao Tiến vờ ôm Cao Nghĩa rồi đưa cho anh khẩu súng giả. Ma bài thấy Cao Nghĩa cầm súng nên đã bắn chết Cao Nghĩa. Thần Bài dùng kế mượn dao giết người một cách hoàn hảo. Ma bài Trần Kim Thành thì chả lo lắng gì vì ông tin rằng tàu đã đi vào Công Hải, vùng biển mà ông có giết người cũng không bị tội. Nhưng ông không ngờ rằng Long Ngũ đã ép tàu quay lại không đi vào Công Hải. Nhưng vậy là ma bài Trần Kim Thành vào tù. Dao Nhỏ buồn vì Cao Tiến chẳng đoái hoài gì tới mình. Anh về nhà thì phát hiện ra Thần Bài đã tới đây. Thần Bài lúc tỉnh ở bệnh viện vốn dĩ nhớ Dao Nhỏ là ai nhưng ông phải giả vờ để xử tên phản bội Cao Nghĩa và cũng để báo thù cho người yêu của anh. Thần Bài Cao Tiến nhận Dao Nhỏ làm đệ tử cùng sang Las Vegas làm ăn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đây là bộ phim về đề tài cờ bạc rất thú vị. Nhưng các bạn không vì thế mà đi vào con đường cờ bạc. Rồi lại phải nói, xin lỗi sư phụ Đồ Nhi làm người thất vọng rồi. Mọi người thấy hay nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.